Alo, chào cả nhà người của bạn của mình. Đó, mình đã check in rồi, mình đã đi vô trong rồi. Bây giờ mình chỉ vô ngồi đợi đợi để lên sân bay. Lướt xịt vậy. Bây giờ mình đã đang vô phía trong này rồi. Trời ơi, người ta bán quá trời quà luôn á. Dầu thơm rồi các thứ như là sô cô la nè. Nhiều lắm cả nhà cùng các bạn. Đi vô được đến đây rồi. Nhưng mà có một cái vấn đề là như vậy. Hồi nãy đi vô á thì khi mua vé thì ở trên mạng á thì mỗi người được một cái túi xách đeo phía sau nè, ví dụ như cái ba lô đeo phía sau nha ha. Nhưng bây giờ mình xách cái hồi nãy mình xách cái vali của mình lại, nó cũng như mỗi lúc xách cái vali nhỏ đó, mình chỉ đựng mấy đôi giày thôi vậy đó, mà không chịu cho mình đem qua. Nó nói là cái vali nhỏ đó cái là không có đem đi được, chỉ là đem đi được những cái rút sách, có nghĩa là cái ba lô thôi đó. Cái là bắt đầu đây đi vô đó là kể ha, tại vì cái này cái ở Berlin là mới mà, nên mình muốn quay cho cả nhà cùng xem. Đó, đi quận ra đây. Đó, đó, đó. Đó.